Hello, xin chào các bác lại quay trở lại với kênh YouTube của Zino MV, chuyên mua bán các dòng điện thoại cũ giá rẻ. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 8 năm 2023 thì em xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác đang ngồi xem kênh của em. Một ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì cho em xin một nút đăng ký và chia sẻ video. Hàng ngày thì bên em sẽ live stream, review cập nhật giá cả từng cây một. Và các bác xem mà cảm thấy cây nào phù hợp thì anh em có thể vào việc các bác nhé. Bên em là kênh chuyên mua bán các dòng điện thoại và bên em thì ship hàng trên toàn quốc luôn. Các bác ở Hà Nội thì các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng em là 111 Triều Khúc Hà Nội để xem máy. Còn nếu ở xa thì cọc 100.000 đến 300.000 tùy vào giá trị máy. Em sẽ ship hàng đến tận nơi cho các bác. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán các bác nhé. Bây giờ thì em lại giới thiệu cho các bác những sản phẩm mà cửa hàng em đang có này. Cái đầu tiên giới thiệu cho các bác một cây Samsung Galaxy S20 Pe, cây cuối cùng trong cái lô hàng S20 Pe thành ní nốt cho các bác. Cây màu hồng, hình thức của nó hơi phẩy các bác nhá. Đấy, hình thức của nó góc hơi xấu một tí. Thì cái này về dùng ốp lưng cho em là ok. S20 Pe là một trong những mẫu máy mà dùng cũng rất là hay trong cái tầm tiền này. Đấy, viền nó hơi xấu các bác nhá. S20 Pe này thì cấu hình của nó như sau: màn hình rộng 6,5 inch, màn AMOLED và con này thì màn 120Hz các bác nhá. Cây này thì được trang bị là hai SIM, phiên bản một SIM, hỗ trợ 5G vì nó là phiên bản Hàn Quốc này. Hàn Quốc thì các bác biết rồi, nó chỉ dùng một SIM thôi. Và pin của nó là pin 4500, RAM 6 bộ trong là 128GB, chạy con chip Qualcomm Snapdragon 865. Cái này thì màn hiển thị đẹp, trong veo, trong vắt luôn. Chỉ có mỗi cái là viền nó hơi xấu thôi. Thì cái này về dùng ốp lưng cũng tương đối nha các bác nhá. Thì cái này em bán cho các bác thanh lý giá 4,2 triệu, nhưng mà sẽ trừ đi 200.000, còn 4 triệu tròn, tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình. Cây này là cây cuối cùng trong cái lô hàng em thanh lý nốt các bác nhá. Cây Galaxy S20 FE. Tiếp theo thì giới thiệu cho các bác một cái lô hàng Samsung Galaxy Lốt 25G phiên bản Hàn Quốc này các bác này. Phiên bản Hàn Quốc này thì lô này về tương đối là nhiều và hiện tại thì bây giờ cũng không còn nhiều nữa. Galaxy Lốt 25G bản Hàn Quốc có màu đỏ, màu đồng, màu đen, ba màu anh em nhé. Đấy, giá tiền thì cũng chỉ loanh quanh từ 5 triệu rưỡi là các bác đã mua được một cây rồi. Cấu hình của Lốt 25G là như sau. Lốt 25G thì cấu hình của nó như này các bác nhá. Máy thì được trang bị cấu hình rất là cao. Nếu mà anh em mà cùng cái tầm tiền mà loanh quanh có hơn 5 triệu mới từ 5 triệu đến 5 triệu rưỡi thì Lốt 25G là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý cho các bác. Máy thiết kế cấu hình cao, dùng cực kỳ lành mà lại rẻ nữa các bác ạ. Cái này thì đằng sau được trang bị là 3 camera, một đèn flash như này. Máy có cổng sạc nhanh tay C này, có bút S Pen này, các chức năng là hoạt động ok. Và quan trọng nhất là nó là nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Màn hình đẹp trong veo, không ám ố lưu ảnh gì. Thì Galaxy Lốt 25G phiên bản Hàn Quốc này thì các bác sẽ dùng là một SIM. Pin của nó là pin 4300, RAM của nó RAM 8 trên bộ trong là 256GB, chạy con chip Qualcomm Snapdragon 865. Đấy, hiện tại thì dòng Lốt 25G phiên bản Hàn một SIM này thì có cây số 12 5,5 triệu, cây số 14 5,1 triệu. Đấy, cùng là một cây máy nó chênh nhau đến tận bao nhiêu, chênh nhau 400 là chuyện bình thường luôn anh em nhá. Thế nên là gọi là người gọi là tiền nào của đấy thôi. Ví dụ như cây 5,5 triệu này thì hình thức của nó như nào, nó tầm 97% và máy nguyên zin nguyên bản, các chức năng là hoạt ok. Đấy, nguyên zin nguyên bản 97% các bác nhá. Đây đấy, 97% lét lẹt luôn các bạn này. Đấy, thì hàng này là 5,5 triệu. Có những cây 5,1 triệu cũng có này. Ví dụ cây 5,1 triệu thì em xem cho các bác xem nó như thế nào, nó bị làm sao. Đây thì góc của nó hơi cấn một tí các bác nhá. Đây, góc hơi cấn một tí như này. Đấy, góc nó hơi phải một tí, cấn một tí này. Nhiều bác thì thực ra về dùng ốp lưng nó ok thôi. Giá nói thật thì các bác 5,1 triệu nó là quá rẻ luôn cho một con Lốt 20. Là một cái giá siêu rẻ luôn các bác nhá. Màn hình vẫn hiển thị đẹp trong veo, các chức năng ok. Dùng ốp lưng ngon lành cành đào luôn. Nhìn tổng quát của nó thì cũng rất là đẹp, 5,1 triệu. Đấy, ngoài ra thì em có cả những cái cây màu đỏ, màu đen. Đấy, bác nào mà thích màu nào thì anh em chốt vào chung kết màu đấy các bác nhá. Có hai cây màu đỏ là cây số 8 và cây số 10. Giá 5,2 triệu, tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình. Đấy, trên viền hơi phẩy phe phẩy nhẹ một tí. Còn ngoài ra có một cây màu đỏ giá chỉ có 4,8 triệu thôi này các bác này. 4,8 triệu thì các bác biết rồi, nó quá rẻ luôn rồi. Đấy, 4,8 triệu các bác nhá. Thì trên viền thì đương nhiên là nó sẽ xấu. Đấy, trên viền nó sẽ xấu, màn hình con này lại đẹp. Màn hình trong đẹp, lưng hơi phẩy một tí. Nói chung là lưng và viền hơi xước, hơi xấu các bác nhá. Đấy, tặng vẫn tặng đầy đủ phụ kiện, sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình. Em nói thật với các bác mấy cái con kiểu như này ấy, về dùng cái ốp lưng 3K vào đây nó ngon lành cành đào ngay. Và máy nguyên zin nguyên bản, zin từ A đến Á luôn, các chức năng hoạt động ok. Lốt 25G phiên bản Hàn Quốc, giá loanh quanh trên dưới 5 triệu là các bác đã mua được rồi. Anh em nào mà thích phiên bản màu gì thì cứ nhắn tin Zalo cho em. Khi
Khi nhắn tin Zalo thì không cần đợi em xác nhận cái bạn mà cứ nhắn thẳng vào nội dung luôn, là cần chốt con nào thì nhắn thẳng vào nội dung luôn. Sau đó em sẽ tư vấn cho các bác nhé. Đấy, cây màu đen 5 triệu, 5 triệu 2, rất rẻ luôn. Ngoài ra thì em sẽ giới thiệu cho các bác những cái sản phẩm điện thoại trong cái tầm tiền mà à đây. Có một cái dòng điện thoại LG VenFest mà em vẫn còn vài cây nữa giới thiệu luôn cho các bác. LG VenFest này thì trước sau đều bằng kính, trong cái tầm tiền loanh quanh có 3 triệu rồi. Đấy, 3 triệu 2 là các bác đã mua được một cây rồi. LG VenFest này thì màn hình to rộng 6,8 inch, màn cong, loa kép, RAM 8, bộ trong là 128GB, phiên bản Hàn Quốc một SIM. Và nói chung là hàng chính hãng của LG thì dùng rất là hay. Đấy, cam trước cam sau đều ok. Dòng chính hãng của LG luôn các bác nhá. Hai lần đáp và tap này, chạm hai lần tắt màn hình, có chế độ Always Display, hiển thị thông tin trên màn hình các kiểu ok. Nói chung là con này mà các bác mà dùng là máy sơ cua quá ngon luôn. Hơn 3 triệu một tí là đã sở hữu rồi. Có cây 3 triệu, cây 2 triệu 8 có luôn các bác nhá. Đấy, gọi là có mấy cây cuối cùng thành ni nốt cho các bác. Đấy, loanh quanh có 3 triệu, 2 triệu 8 rồi 3 triệu 2 là các bác đã mua được một cây rồi. Dòng LG VenFest các bác nhá, LG VenFest. Tiếp theo thì giới thiệu cho các bác cái những cái sản phẩm mà trong cái phân khúc tầm tiền hơn 5 triệu. Hơn 5 triệu thì hiện tại em còn 3 cây Samsung Galaxy S21 5G. Hiện tại thì màu đen em hết hàng rồi các bác nhá. Màu đen hôm trước thì rất là nhiều và cũng bán hết rồi. Các bác cũng phải ủng hộ cực kỳ mạnh luôn. Và màu trắng thì các bác cũng mua rất là nhiều, nhưng màu trắng thì hiện tại còn đúng 3 cây thôi, cũng không còn nữa các bác nhá. Đấy, Samsung Galaxy S21 5G phiên bản mẽo này. Đấy, đọc sang mồm hơn, đây là cái phiên bản USA đấy các bác nhá. Phiên bản USA này thì anh em sẽ được sở hữu một cái màn hình rộng 6,2 inch. Màn hình là màn hình phẳng và tần số quét màn hình lên tới 120Hz luôn. Các bác sử dụng qua này thì nó mướt mượt mượt luôn các bác nha. Máy bản mẽo thì 2 SIM, 2 sóng hỗ trợ 5G, pin 4000, RAM 8, bộ trong là 128GB và chạy con chip Qualcomm Snapdragon là 888. Đấy, máy thì màn hình đẹp trong veo luôn. Có hai cây hàng A trừ đẹp tầm 97-98%. 5 triệu 6 này các bác này, hai cây hàng A trừ 5 triệu 6 màu đen, à màu trắng ngọc tờ rinh các bác nhá. Hai cây màu trắng ngọc tờ rinh 5.600.000. Đấy, tặng đầy đủ phụ kiện sạc cáp ốp lưng và dán màn hình. Đấy, bác nào mà yêu thích sản phẩm Galaxy S21 5G, đấy thương hiệu của họ nhà Samsung thì nó là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng rồi, thì các bác có thể đặt hàng con này về dùng quá ngon luôn. Hơn 5 triệu, 5 triệu 6 một cây, tặng đầy đủ phụ kiện sạc cáp ốp lưng và dán màn hình. Hai cây này màu trắng ngọc tờ rinh các bác nhá. Tiếp theo có một cây viền hơi cấn một tí, thì cây này trừ 300 còn 5 triệu 3 này. Cây này thì màn hình hiển thị, cây này xước nhẹ màn hình và hơi gọi là phẩy viền một tí này. Cây này nói chung là hình thức của nó hơi phẩy các bác nhá. Thì cây này em thanh lý cho các bác là 5 triệu 3, gọi là thanh lý xả hàng thôi. S21 5G phiên bản mẽo, phiên bản USA. Đấy, màn hiển thị đẹp trong veo, các chức năng ok hết. Chỉ có mỗi cái hình thức của nó gọi tầm 90-95%. Thì em bán cho các bác cây này 5 triệu 3. Tiếp theo thì giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm trong cái phân khúc tầm giá 5 triệu. Tầm giá đấy thì các bác có thể sở hữu cho em được là một cái dòng Galaxy S20 Plus. Hôm nay lại về được thêm mấy cây. S20 Plus thì hôm qua có tầm 5-7 cây thì em bán vậy rồi, còn có 3 cây thôi. Giới thiệu lốt cho các bác. Phải nói là một ngày em gửi đi mỗi một mã ít nhất, mã nào cũng có, gần như mã nào cũng có máy bay đi các bác nhá. Một ngày em gửi đi tầm 2-30 cây máy là chuyện bình thường luôn. Thế nên là các bác biết là cái lượng máy nhà em về lại đi rất là nhiều. Mỗi cây máy thì em thực ra em kênh được một tí ti thôi, gọi có tí công thôi, để giới thiệu phục vụ các bác. Đấy, ví dụ như một cây S20 Plus này, cấu hình nó cực kỳ cao luôn các bác nhá. Cấu hình cực kỳ cao luôn, nó là phiên bản mẽo đấy các bạn. Phiên bản USA đấy các bác nhá. Đấy, tất cả mọi máy Mỹ khi về cửa hàng điện thoại di động MV em sẽ up hết trong dùng quốc tế, loại bỏ hết áp giá áp thường. Cây S20 Plus 5G này thì 2 SIM, 2 sóng và hỗ trợ 5G. Pin của nó là pin 4500. RAM 12GB và bộ trong là 128GB. Chạy con chip Qualcomm Snap là 865. Máy thì được trang bị là 2 SIM và màn hình là màn 6,7 inch. Loa kép các bác nhá. Tần qua này thì màn 2K luôn. Màn 2K và tần số quét 120Hz này các bác này. Đấy, nói chung 120Hz thì nó mướt mượt mượt luôn rồi các bác nhá. S20 Plus, hai cây hàng số 3 và số 5 là 5.500.000. Hai cây này thì đẹp tầm 97%. Máy nguyên zin từ A đến Á luôn và các chức năng là hoạt động ok. Gọi là trên viền phải tí xíu, không đáng kể các bác nhá. S20 Plus 5G phiên bản Mỹ, giá 5.500.000, cây số 3 và cây số 5, cấu hình cực kỳ cao luôn. Trong cái giá này đã bao gồm đầy đủ phụ kiện sạc cáp ốp lưng và dán màn hình rồi. Tiếp theo em giới thiệu một cây số 2, thì cây này 5.300.000 này các bác nhá. Cây 5.300.000 này thì trên viền của nó gọi là phải nhẹ một hai vết này. Đấy, gọi là nó xước nhẹ cái này. Cái này là do dùng ốp khi mà mình lột ra lột vào ấy,
thì nó cọ lên cái này. Nếu bác nào mà dùng ốp cứng, cái loại ốp cứng thì các bác biết rồi, nó cọ lên viền này nó sẽ gây lên một cái vết xước kiểu này các bác nhá. Đấy, còn lại thì các chức năng là ok và máy nguyên zin nguyên bản luôn. 5.300.000 một con, này là con số 2. Đấy thì còn 3 cây này anh em nào mà chốt mà kết thì vào việc luôn. 3 cây hàng trong cái phân khúc tầm giá 5 triệu các bác nhá. Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác những cái sản phẩm điện thoại trong cái tầm tiền mà hơn 6 triệu. Hơn 6 triệu thì là một cái dòng lốt 10 Plus này thì nó là chân ái cuộc tình luôn rồi. Riêng cái dòng này thì nhà em bán rất là nhiều và gần như là nó nhiều vô số luôn các bác nhá. Galaxy lốt 10 Plus em có màu đa sắc, màu trắng này, màu đen. Đấy, đầy đủ 3 màu như vậy. Bác nào mà chốt mà kết con nào thì anh em vào chung kết con đấy. Con này chính xác của nó là màu xanh than nha các bác nhá, chứ không phải màu đen. Con này chính xác là màu xanh than, cây số 2 này. Màu rất lạ và đẹp luôn. Nói chung nó không quá đen mà cũng nó gọi là nó màu khác màu. Đây này, màu đen này, cái màu này này. Đấy, cây màu đen này thì cây mới, em mới bỏ ra trong cái lô hàng thôi. Vì hàng ngày thì em bán máy đi, sau đó thì hàng mới em chưa kịp đánh số thì em lại ghi vào đây. Đấy, lại tiếp tục quay vào đây các bác nhá. Số lượng máy anh em thì nó nhiều vô số luôn, không có sức mà đặt thôi. Đấy, nhiều bác thì kể cho anh em câu chuyện. Có bác thì xem video thấy trên này nhiều máy đi qua cửa hàng, ngó vào thì máy đương nhiên là nhà em thì em sẽ không bày máy bên ngoài. Vì cái chuyện bày máy bên ngoài tủ bây giờ nó là xa xưa rồi, không có cái chuyện đấy nữa. Và em để máy bên trong các bác nhá. Để máy bên trong để tiện làm sao mà các bác đặt cây nào, vì các bác hỏi là chụp cho con nốt 10 Plus màu đa sắc số 1 này thì em còn có máy bên cạnh em chụp luôn. Chứ bây giờ lượng máy nhà em bán 95% là bán online, em sẽ không bày máy ở ngoài tủ đâu. Thế nên là anh em nếu mà qua cửa hàng ấy thì đừng có ngó ngó bên ngoài mà vào hẳn bên trong nhá, không có sức mà mua thôi. Không có sức mà mua thôi các bác nhá, chứ còn lượng máy nhiều vô số, trên video báo như nào, ngoài đời có đúng như thế luôn các bác nhá. Tình trạng như nào giống hệt như thế, bán người thật việc thật chứ không phải vớ va vớ vẩn đâu. Nên là các bác mua bên em thì cứ người thật việc thật mua các bác nhá, mua bán thoải mái luôn. Thì đây là dòng sản phẩm lốt 10 Plus. Nói chung về độ đẹp của lốt 10 Plus này thì trước giờ thì gọi là gần như không có đối thủ rồi. Gần như không có đối thủ luôn các bác nhá, về nó quá đẹp. Lốt 10 Plus này thì được trang bị một cái quả màn hình rộng 6,8 inch, màn 2K và RAM 12GB, bộ nhớ trong của nó là 256GB. Phiên bản Hàn Quốc nâng cấp được 2 SIM 2 sóng, dùng full tất cả mọi app ngân hàng và hỗ trợ 5G. Đấy, các bác sẽ dùng được 2 SIM vật lý luôn. RAM 12 256 này thì dùng còn mướt, nó mới gọi là lỗi thời. Thì hiện tại con lốt 10 Plus em đang bán cho các bác đồng giá là 6.500.000. Máy nguyên zin nguyên bản 100%, các bác nhìn cái máy là các bác đã biết cái máy chất như nào rồi. Thì hàng này nó tầm 97% các bác nhá. Đấy, gọi là góc ghiếc thì nó cũng có phải nhẹ một tí xíu, cái điều mà không thể tránh được đối với một con máy zin. Nhưng mà các bác nhìn này, tổng quát một con máy này nó quá đẹp luôn, như này nó là quá ok rồi các bác nhá. Galaxy lốt 10 Plus 5G phiên bản Hàn Quốc, đồng giá 6.500.000, tặng đầy đủ phụ kiện, sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình. Có một con này thì lưng của nó hơi xước nhẹ một hai vết như này thì trừ đi 200.000 này các bác này. Cái này thì về mình dùng ốp lưng cũng là ok thôi. 6.300.000 các bác nhá. Cây số 5 này 6.300.000, lưng hơi xước một chút. Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác một cái lô sản phẩm Galaxy S20 Ultra 5G. À đây, hôm qua giới thiệu cho các bác cái lô này. Các bác nếu anh em nào mà theo dõi clip hôm qua chắc cũng hiểu nó rất là nhiều luôn. Và hôm nay các bác nhìn này, sau một clip nó có đúng 3 cây rồi các bác nhá. Còn đúng 3 cây cuối cùng này thôi. Trong đó 2 cây là 2 cây mới luôn các bác nhá. Chứ còn nếu mà những cái cây đánh số hôm qua ấy thì em nói thật với các bác chả còn cây nào. Một cái dòng mã máy mà em bán gọi là siêu chạy luôn tại cửa hàng điện thoại di động MV. Đây chính là cái dòng Galaxy S20 Ultra 5G này các bác này. S20 Ultra 5G bản Mỹ phải nói là bán rất chạy luôn các bác nha. Đấy, cấu hình nó cao mà dùng nó sướng nên là nó cũng không hổ danh là một trong những dòng bán rất là chạy. Người ta gọi là tiền ít nhưng mà vẫn nới ít được máy ngon, chính là cái loại này. S20 Ultra 5G em có hai màu là màu xám và màu đen. Ba cây này thì chắc lên một clip là hết thôi. Đấy, lên một clip là hết thôi. Anh em đợi tầm 1-2 ngày nữa thì sẽ có hàng tiếp. Nhưng mà trong cái lô này thì em lên được gần 20 cây thì các bác lấy phải nói là rất cảm ơn các bác luôn. Các bác ủng hộ cực nhiều. Galaxy Note S20 Ultra 5G hiện tại em có hai màu là màu đen và màu xám như này. Cấu hình thì cực kỳ cao luôn các bác nhá. Đó là hàng phiên bản Mỹ. Bản Mỹ này thì các bác sẽ dùng được là 2 SIM 2 sóng và hỗ trợ 5G. Pin của nó là pin 5000, RAM 12GB và bộ trong là 128GB. Và các bác nhìn thấy cái màn hình này, nó to đến 6,9 inch. Màn hình 2K cộng và 120Hz các bác nhá. Có chung là màn hình con này quá khá là đỉnh rồi.
rất là đẳng cấp và đỉnh cao rồi các bạn nha. Đấy, máy chạy qua chip Qualcomm Snapdragon 865, camera thì ngắm chị hàng xóm 100x luôn, camera này thì cực nét luôn các bạn nha. Hiện tại em còn một cây màu số 3, cây này thì 6,8 triệu màu đen, hình thức tầm 97-98%, 97-97% một tí. Đấy, thì cây này em đánh giá cho các bác 6,8 triệu các bạn nha, 6,8 triệu này, viền vùng các kiểu cũng khá ok, màu đen còn một cây cuối cùng. Ngoài ra còn một cây màu xám, cây này thì hình thức cũng tầm 97-98% các bạn nha, một cây màu xám nữa. Đấy, còn mấy cây 6,8 triệu, bác nào mà bốc thì bốc lốt đi, màn hình đẹp trong veo luôn, các chức năng là ok. Riêng dòng này thì dùng nó mướt mần mượt luôn, nó rất là sướng các bạn nha, chỉ một từ là sướng thôi. Hai cây màu xám, ba cây màu xám, Thanh Lý nốt cho các bác, giá 6,8 triệu đồng giá hết. Ngoài ra còn hai cây hàng Thanh Lý giá rẻ này các bác này, hai cây số 2, cây này 5,5 triệu màn ám các bác nhá, hình thức ok nhưng mà nó ám, cấu hình thì cũng là bản Mỹ 2 sim. Đây, màn hình nó bị ám màn như này. Đấy, các bác nhìn nó hơi đỏ đỏ màn một tí. Cái sọc sọc này là cái sọc sọc đang chạy này, là cái tần số quét màn hình nó khác với tần số camera nha các bác nhá. Còn cái bên trắng này mới là đúng màu của nó này. Đấy, thì hiện tại cái dòng này tất cả các chức năng hoạt động bình thường. Đấy, bác nào mà thích một con máy giá rẻ về chơi game thì các bác có thể lựa chọn một con S20 Ultra, hàng màn nó hơi ám già một tí như này. Thì bác nào mà mắt phải 10/10 thì mới nhìn được, còn chất lượng màn hình thì nó cũng tầm 8/10 so bình thường các bác nhá. Thì cây này em Thanh Lý cho các bác giá 5,5 triệu. Ngoài ra còn một cây em Thanh Lý có 4,8 triệu thôi này các bác này, 4,8 triệu cây số 5. Cây này thì màn hình nó cũng già nhưng nó đỏ hơn cây kia một tí, thì các bác để về lên đen như này cho em là ok. Đấy, bác nào mà quan tâm cây 4,8 triệu này thì các bác nhắn Zalo cho em, sau đó em sẽ quay chi tiết cho các bác nha các bác nhá. Đấy, cây 4,8 triệu này các chức năng là ok hết. Riêng cái màn ám của Samsung này các bác dùng em bao lành nha các bác luôn. Em nói thật với các bác, giá 4,8 triệu 5,5 triệu một cây S20 Ultra gọi là bán Thanh Lý thôi các bác nhá. Bốn bán Thanh Lý thôi. Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác một cái dòng sản phẩm mà em bán cũng rất là chạy trong cái thời gian vừa qua. Đây chính là cái dòng Samsung Galaxy S21 Plus này các bác này. S21 Plus luôn này em về rất là nhiều. Thế nên là cái lượng hàng gần như là nó chưa thể vơi đi được các bạn nha. Chưa thể vơi đi được luôn. Và đây cũng là một trong những mã máy mà dùng rất là hay luôn. S20 Plus em có màu tím mộng mơ này các bạn này, màu đen và màu trắng bạc, đầy đủ các màu cho các bác lựa chọn. Đấy, màu trắng bạc, màu tím, màu đen. Đấy các bác nhá, bác nào thích màu nào thì em đều có hết hiện tại thời điểm này. Nó đang nhiều hàng như này thì các bác nếu mà đặt hàng thì đặt sớm thì đang nhiều lựa chọn. Đấy, để cho các bác chọn này. Galaxy S21 Plus, cấu hình của nó như sau, với thiết kế cực kỳ sang trọng luôn và thanh thoát các bác nhá. Cây này thì 3 camera sau, một đèn flash, và riêng cái camera của con S21 Plus này ấy, thì trước đây thì em vẫn nói rồi, nó rất là đẹp, chụp ảnh cực kỳ đẹp luôn. Riêng cái camera của S21 Plus này các bác không cần phải áp chỉnh sửa làm cái gì hết. Anh em nào mà như thị lở mà chụp qua cái app này thì nó thành gọi ngọc tờ rinh ngay. Đấy, các bác hiểu lôm la nó như vậy, rất là nhanh gọn các bác nhá. Cái này S21 Plus 5G bản mẽo, bản USA đấy các bác ạ. Con này thì phiên bản mẽo này, máy zin nguyên bản từ A đến Á zin 100% luôn, rất đẹp luôn, màu tím mộng mơ, viền vàng này các bác này, viền vàng các bác nhá. Máy này thì cấu hình như sau, màn hình rộng 6,7 inch, loa là loa kép. Mọi máy này thì em đã up hết dân số quốc tế rồi, lô này về di động MV này em up hết dân số quốc tế, loại bỏ hết áp giác áp thừa. Máy 2 sim 2 sóng, hỗ trợ 5G, pin của nó là 4800, dùng lượng pin này thì dùng thoải mái luôn, có mà làm xem phim TikTok hay làm xem YouTube thì có mà cả tối không hết. Con này RAM 8/128GB và chạy con chip Qualcomm là Snapdragon 888 và tần số quét màn hình là 120Hz các bác nhá. Màn 6,7 inch. Hiện tại thì giá thì như nào? Đối với cái hàng A em đang bán là cho các bác là hàng A này là 7,2 triệu. Đây, hàng A thì nó đẹp tầm 98-99% thì là 7,200,000 các bác nhá. Cây số 20 và cây số 23, hàng A này các bác này, hàng A led lèn lẹt luôn, 7,2 triệu. Ngoài ra có hàng A trừ, hàng A trừ 7 triệu, đấy cũng led lèn lẹt luôn, 7 triệu. A trừ thì gọi là trên viền nó phe phẩy nhẹ 1-2 vết bằng cái lông tơ con kiến, thì em đánh giá cho các bác là hàng A trừ 7 triệu. Ngoài ra có hàng B, hàng B 6,5 triệu này các bác này. Hàng B thì xem là hình thức của nó cho nào. Đây, ví dụ là nó cấn nhẹ một cái vết như này thì em đánh giá là hàng B. Đấy, 6,5 triệu một cây Galaxy S20 Plus, em nói thật quá rẻ luôn các bác nhá. Đấy, màn hình nó chỉ viền vùng các kiểu, nó chỉ cấn nhẹ vết như thế thôi. Thì màn hình đẹp trong veo, không ám ố lưu ảnh gì, các chức năng nó ngon lành cảnh đáo hết. Thanh Lý cho các bác giá 6,5 triệu, cây số 3, màu tím mộng mơ. Tiếp theo, ngoài ra còn cây trắng bạc, cây hàng A trừ 6,9 triệu, màu bạc các bác nhá. Màu bạc này, viền phẩy nhẹ một tí. Đấy, phẩy nhẹ một tí viền, cây số 26, 6,9 triệu.
có cây số 1 này, cây số 1 hàng B cộng 6,7 triệu, cây này cũng quá là ngon luôn. Cây này thì bác nào mà chốt cây này cũng khá là ổn đấy, mà màn hình đẹp, hiển thị ok, hình thức con này cũng tầm 97%, ngon lành cành đào luôn. Cây này hiện tại em đang bán cho các bác giá là 6,7 triệu các bác nhá, cây số 1 hàng B cộng. Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác mấy cây hàng màu đen. Đấy, màu đen thì cũng có hàng A trừ 7 triệu. Đấy, A trừ thì 7 triệu thì tầm 97%, 95, 96, 97% các bác nhá. Đấy, trên viền vùng các kiểu là khá là ngon luôn, màu đen. Đấy, bác nào thích màu nào thì vào chung kết luôn màu đấy. Khi vào chung kết nhắn Zalo cho em thì không cần đợi em xác nhận kết bạn, em vẫn cứ nói từ trước đến giờ rồi, vì Zalo của em nó quá đông bạn bè các bạn, không thể kết bạn được hết nữa rồi. Và có cái cây màu đen như này, cây màu đen lam, màu đen huyền bí như này, hàng A 7,2 triệu có này các bạn này, còn một cây 7,2 triệu, còn một cây cuối cùng. Bác nào mà thích hàng đét thì múc đốt cây này cho em, múc đốt cây này ủng hộ em nha các bạn nha, cây số 10. Đấy, số cũng rất là đẹp luôn, 7,2 triệu. Đấy thì đây là dòng sản phẩm Galaxy S21 Plus 5G bản Mỹ. Còn ngoài ra nếu bác nào mà thích gọi là một sim nhưng mà bộ nhớ trong của nó cao thì các bác có thể múc con bản Hàn này cho em, hai cây hàng A 7 triệu, một cây màu đen và một cây màu trắng bạc. Bản Hàn này thì nó chỉ dùng được một sim thôi, nhưng mà bộ trong của nó sẽ lên tới 256GB, còn lại tất cả mọi thông số giống hệt bản Mỹ các bác nhá. Đấy, 256GB, 8/256GB, máy hàng A đẹp led lèn lẹt 98-99%, đẹp như ngọc tờ rinh luôn các bác hiểu chưa. Đấy thì giá hiện tại cho anh em giá 7 triệu hàng A bản Hàn Quốc, một sim và hỗ trợ 5G. Đấy, bộ ở trong là 256GB, led lèn lẹt như ngọc tờ rinh, giá 7 triệu, tặng đầy đủ phụ kiện, sạc cáp ốp lưng và dán màn hình các bác nha. Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm mà đang cực kỳ hot tại cửa hàng em. Đây chính là cái dòng Samsung Galaxy S21 Ultra. S21 Ultra thì em có phiên bản Hàn và phiên bản Mỹ. Em giới thiệu cho các bác phiên bản Hàn trước nha. Hai cây này là hai cây hàng phiên bản Hàn, thanh lý cho các bác giá chỉ có hơn 8 triệu thôi, 8,9 triệu, đầy đủ phụ kiện là các bác đã mua được một con siêu phẩm S21 Ultra. Một cái cấu hình cực kỳ khủng long luôn, camera ngắm em hàng xóm 100x. Máy thì được trang bị quả màn hình rộng 6,8 inch, màn 2K và tần số quét màn hình lên tới 120Hz. Đấy, máy thì phiên bản Hàn Quốc, một sim và hỗ trợ 5G. Bác nào mà dùng một sim thì dùng con bản Hàn này cho em quá ngon luôn. Máy thì pin của nó nhẹ nhàng có 5000mAh thôi. RAM thì RAM 12, bộ trong là 256GB, cấu hình thì gọi khủng long rồi. Camera thì ngắm mẹ chị hàng xóm thì cái led căng luôn. Đấy, hiện tại thì hai cây bản Hàn Quốc này, cây số 3 và cây số 15 em đang bán là 8,9 triệu, thanh lý nốt cho các bác nhá. 8,9 triệu, tầm 96%, 96-97%, các chức năng hoạt động ok, máy nguyên zin nguyên bản từ A đến Á luôn. Đấy, ngon lành cành đào hết các bác nhá. Đấy, 95-96%, 8,9 triệu, hai cây đang cầm trên tay đây, cây số 3 và cây số 15, hai cây rất là ok đúng không các bác nhá. Đấy thì đây là một cây hàng Galaxy S21 Ultra 5G phiên bản Hàn Quốc. Ngoài ra anh em nào mà thích phiên bản Mỹ, em có một cây hàng bản Mỹ. Cây này thì tổng quát tầm 95%, bên trên này hơi xước nhẹ một tí này các bác này. Đấy, chỗ này hơi xước nhẹ một tí thôi các bác nhá. Còn lại thì nhìn cũng khá là ổn áp luôn. Phiên bản Mỹ hôm nay có một cây hàng gọi là hàng zin, hình thức tầm 95%, thanh lý cho các bác. Cây này 8,5 triệu. S21 Ultra 5G bản Mỹ thì nó khác cái bản Hàn cái gì. Bản Mỹ này thì các bác sẽ dùng được là hai sim hai sóng nhá các bác nhá. Hai sim này các bác nhìn này. Đấy, phiên bản Mỹ hai sim hai sóng hỗ trợ 5G, pin vẫn 5000, chip Qualcomm 888 và RAM của nó chỉ có là 12/128GB được các bác nhá. Bộ trong của nó chỉ có 128GB thôi, nhưng mà cấu hình thì mượt 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 luôn, 8,5 triệu. Cây phiên bản Mỹ này, anh em nào mà chốt sớm thì cây này được này. Cây bản Mỹ hai sim. Đấy, màu đen, bản Mỹ hai sim này 8,5 triệu. Ngoài ra nếu bác nào mà yêu hàng led lèn lẹt thì em có hàng đẹp led cho các bác đây. Đây là một cây máy hàng gọi là đẹp như ngọc tờ rinh, không vết mũi đốt, 99,69% về chất lượng, về độ đẹp các bác nha. Nó không khác gì một con máy mới, nó chỉ thiếu mỗi cái hộp rồi. Nguyên siêu ly lông dây bóng, nguyên tem mác các kiểu bình thường các bác nha. Máy chuẩn chỉ, các chức năng hoạt động ok. Galaxy S21 Ultra 5G bản mẽo. Đấy, màu trắng bạc này thì màn hình thì cũng đẹp trong veo rồi, riêng cái loại này thì gọi là cho các bác ngồi các bác soi cả ngày cũng chả ra một cái ám ố lưu ảnh nào hết các bác nhá. Nó chất lượng của nó gần như 100% rồi. Cái này thì RAM 12/128GB, bản Mỹ hai sim hai sóng hỗ trợ 5G, pin 5000, các chức năng hoạt động ok. S21 Ultra 5G, cây hàng đẹp led lèn đẹt này em đang bán là 9,8 triệu các bác nhá. Đấy, thế nên các bác nhìn này,
cùng là một cây máy bản Mỹ, nó chênh nhau tận đến 1.300.000 là chuyện bình thường luôn. Thế nên này, anh em nào đừng so cái tiền nào của đấy thôi, đừng so sánh shop lọ shop kia làm cái gì. Quan trọng nhất là các bác cảm thấy tin tưởng shop nào thì anh em đặt niềm tin vào đấy và anh em mua thôi. Đấy, tình trạng cứ như nào báo rõ như vậy. Ví dụ như đây cùng cây máy đây, cùng là một cửa hàng di động MV bán ra, nó chênh nhau đến tận bao nhiêu, tận 1.300.000. Nên một các bác nhìn một cây hàng nó đẹp như máy mới như này so với một quan hàng 95% thì đương nhiên là giá nó chênh nhau cả triệu là chuyện bình thường rồi. Đấy, chênh nhau có 10%, hơn 10 à, gọi là hơn 10% một tí thì các bác gọi là tầm 13%. Đấy, các bác nhìn này, cùng là một con máy chênh nhau đến 13% như này các bác nhá. Đấy là người ta gọi là tiền nào của đấy thôi, cùng là một con máy, cùng là một shop. Mà con đen này đâu có xấu, con đen này chất lượng hình ảnh, chất lượng máy cũng là nguyên bản, nguyên zin, các chức năng là ok, mà hình thức của nó cũng rất là đẹp đấy chứ các bác nhá. Đấy, cũng rất là ngon luôn, mà tiết kiệm được 1.300.000 là đây là ngay cùng một shop đấy các bác nhá. 8.500.000 một cây máy Galaxy S21 Ultra 5G bản Mẽo, bản Mỹ này. Anh em nào mà dùng bình thường thì dùng cây đen này ok, 8.500.000. Còn bác nào mà thích nó led lèn lẹt không vết mũi đốt thì thêm 1.300.000 nữa làm hẳn con này quá đẹp luôn, về tặng gấu, tặng người yêu, gọi tặng bạn gái hoặc là để cho mình dùng thì nó cũng là hết nước chấm luôn các bác nhá. Thực ra nói là trong cái tầm tiền mà dưới 10 triệu thì con này là một cái sự lựa chọn quá là hợp lý rồi. Các bác bây giờ đi mua mới mà trong bỏ ra một cái tầm tiền mà tầm 9 triệu rưỡi mới 10 triệu như này mà đi mua mới thì được con gì lên hồn đâu. Được mấy con S21 FE, mấy cái con Oppo với Vivo linh ta linh tinh. Mà trong khi các bác sở hữu một con Samsung thì các bác đã được một con S21 Ultra hàng cao cấp của Samsung đẹp lét lèn lẹt như này rồi. Các bác không dùng con này thì dùng con gì bây giờ? Đấy các bác nhá. Thì đấy là gọi là em phân tích để cho mọi người hiểu hơn về những cái dòng máy các bác lựa chọn. Tiếp theo thì một dòng cuối cùng mà em muốn giới thiệu cho các bác trong cái clip ngày hôm nay, đây chính là cái dòng Galaxy S Lốt 20 Ultra 5G. Đây là một cực phẩm của họ nhà Lốt và cũng là dòng cuối cùng của dòng Lốt mà Samsung nó sản xuất rồi. Lốt 20 Ultra 5G thì hai cây em đang cầm trên tay đây, nó là hàng gọi là 99%, hàng led lèn lẹt các bác nhá. Hai sim hai sóng phiên bản Mỹ, pin của nó là pin 4500, RAM 12/128GB, chạy con chip Qualcomm là Snapdragon 865+. Và các bác nhìn cái quả màn hình này, màn hình nó led lèn lẹt, cái chất lượng màn hình cầm trên tay con này thì mà các bác nghe điện thôi là đã thấy nó xịn sò rồi. Con này thì màn hình nhỏ thôi, có 6.9 inch, màn 2K+, tần số quét màn hình 120Hz. Đấy, cấu hình cao, camera ngắm chị hàng xóm 50x các bác nhá. Thực tế với các bác thì 10x thôi là xoay đã chán rồi, nhưng mà con này lên tới 50x thì gọi là không hết thì chức năng của nó được các bác nhá. Và gần như là các bác dùng ứng dụng hàng ngày này nó là quá mượt luôn, không có gì để bàn cãi. Đây, các ứng dụng hàng ngày gần như bấm phát là ăn ngay nên không có cần phải đợi chờ cái gì hết các bác nhá. Riêng cái dòng Galaxy Note 20 Ultra 5G này thì các bác vẫn dùng thoải mái đôi ba năm nữa, vẫn là gọi là hàng cao cấp. Mà giá thời điểm này em đang bán là 9 triệu tròn, tặng đầy đủ phụ kiện, sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình. Thời điểm này nó đang là xuống giá rất êm rồi. Anh em nào mà đang quan tâm một cái sản phẩm đẹp lét đèn nẹt thì có thể đặt hàng thời điểm này, giá cũng chỉ 9 triệu mà đã tặng đầy đủ phụ kiện rồi các bác nhá. Thời điểm này thì giá êm, quá êm luôn để cho các bác lựa chọn. Ngoài ra em còn một cây hàng 98%, thì cây này em đang bán là 8.500.000, máy nguyên zin nguyên bản nhưng mà hình thức của nó tầm 98% thôi các bác nhá. Đấy, hình như là có phe phẩy 1-2 vết bằng cái lông tơ con kiến thôi, chứ còn không đáng kể gì. Các chức năng ok, màn trong veo luôn, không ám ố gì. Các bác nhìn khi bỏ cái miếng dán màn hình ra này, nó đã thấy cái sự đẳng cấp của một cái màn hình 2K+ và màn hình 120Hz rồi, nhìn nó led lèn lẹt luôn các bác nhá. Thì cây này em đang bán cho các bác là 8.500.000, cây này thanh lý nốt 8.500.000, tặng đầy đủ phụ kiện, sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình. Thì bên em thì mặc định sạc cáp là 15W và phí ship thì là 30.000 trên tất cả các máy, các đơn hàng gửi đi thì khách hàng chịu 30.000 tiền ship, còn bao nhiêu cửa hàng sẽ trả. Thế nên là các bác lưu ý là dù tiền ít dù tiền nhiều thì các bác chỉ cần trả 30.000 tiền ship thôi, còn lại bao nhiêu cửa hàng em sẽ trả hết các bác nhá. Rồi, clip của em đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác đã đồng hành cho Di Động MV trong suốt thời gian vừa qua, và hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo.